Xin chào cả nhà, chào các bạn ta cha hào. Thì hôm nay hiện được bà chị bỏ cho mấy cái khóm cả nhà. Nhìn đã cái khóm này non ha, nhưng mà chị nói thì chim hen của chị che tha xong cái của chị khơi phong liễn. Mà chị nói cái loại này nè cả nhà, cái loại này là bây giờ là nó y như loại mới, y như dạng ta cài lẹn á, y như ta ghép á, là nó ăn rất là ngon luôn. Thì cái trái này hiện chưa có ăn thử. Còn cái trái khóm này là khóm Đài Loan thì cũng có rất là nhiều loại luôn nha. Các bạn nhìn thấy nè, loại thì ở trên đây nó không có gai luôn á, nó lắng e luôn á. Còn cái loại thì ở trên đây gai quá thì gai luôn nè. Hey, sang bên tha từ thổ sám bô thơ sư chứ. Cái loại thì cái đầu thì gai không, cái loại thì không có gai cả nhà. Nhiều loại nó khác nhau, còn cái loại này cũng vậy. Nè. Cái nhìn bạn nhìn cái khúc này nó khác cái mấy cái loại cái khóm thường ha. Thì bây giờ hiện ngọn trái ăn thử cả nhà ơi, của trên dây xe y khơi sư khanh khanh. Cái này là cái khóm mà chị bà cho. giờ ăn khóm khỏi tốn tiền luôn cả nhà. Trên dây tới tới một khóm là trên dây nó cơ phong lị, trên dây phong lị từ sữa chia nè, sở gì nó cơ tớ sư chị che kỹ tờ sư bố giáo sản. Thì hiện gọn trái ăn thử cái nhà ơi, hiện gọn trái ăn thử. Thì ở bên đây á, gọt khóm á là người ta không có gọt mắt nha. Ở phía trong nè, bên đây gọt khóm là không có gọt mắt, mình mắt là bỏ hết luôn, mình gọt cái vỏ sạch luôn á. Này là cách gọt khóm của người đại nha, như cái mắt này mình bỏ hết luôn ha. Để men sắm mua tô xe teo. Ở bên Việt Nam mình nó gọt thì mắt để lại, cái mình gọt vòng á. Còn ở đây là nó gọt sạch sẽ luôn cả nha, gọt. Hiện là đậu khóm cả nhà ơi. Gò che da nặng, gò hình sữa hoanh xin cơ phong lị. Phong lị che thái quan giới sư hình to trùng. Trên chai nó cơ cài lẹn, cài hình to. Trái khóm này nó dài thòng lòn luôn á. Dạ, cái vỏ hiền dẹp hết rồi cả nhà. Cái trái khóm này nó dài thòng lòn luôn cả nhà. Thì cái khóm ở bên đây thì các bạn nhìn thấy mình gọt đó là mình không có chừa miếng mắt nào luôn á, thì cái miếng hư này á mình gọt bỏ ha, hư gọt bỏ. Thì ở bên đây gọt khóm là kiểu vậy các bạn, không có gọt từ mắt ra đó, mình gọt. Ở ngoài chợ, nếu mà ngoài chợ bán người ta cũng gọt vậy đó. Ở bên đây khóm gọt sạch cái mắt luôn, gạch cửa lỗ luôn. Mà trái nhỏ nhỏ như bên Việt Nam mình á, cái là không còn miếng để ăn luôn. Thì cái đít này bỏ nha cả nhà. Đúng. Bỏ vô dĩa. Wow. Ôi, ngọt cái đít này hơi nhiều á, ổn. Để ăn thử coi ngon không. Ngọt. Ngọt lắm luôn. Sao mà ngọt quá trời ngọt luôn đó nha. Đây, cái nhà ơi, khóm này là khóm Đài Loan này cả nhà. Hiện ngọt cũng nằm miếng đó bự chà bá luôn. Thì hiện xớt miếng muối thêm lên đây hiện ăn cả nhà. Nó cơ của tao y tình, nó cơ của mình dê nặng từ la châu vậy, chú đại sư lo. Cái này là muối chai ha, chứ cơ sư su sử từ la châu vậy. Mời cả nhà ăn khóm với Hiền. Tính. Nó ngọt. Cái này không chấm muối ăn cũng ngon cả nhà. Rủ còn mà mình mấy đồ chăn dán bay xưa hồi nào xưa. Nó thơm. Còn mình dê nản xì hoang xưa chăn dán bay. Khởi gì chăn mẹ chịu phần đó. Rồi ngon.
cái loại khóm này nó ngon thiệt luôn á. Em cảm ơn chị nha, chị yêu. Ngon. Cái khóm này ngon quá trời ngon cả nhà. Hôm nay Hiền ở nhà không có ra đường. Bởi vậy á, Hiền ở nhà có cái gì là quay cái đó hết cả nhà. Trên trai của nó cơ, tôi coi xung mạnh, trai cha tôi không hiểu xung mạnh. Số gì vừa cha vô xe mô vừa tôi phải xe mô lên. Cái này nó ngon hơn mấy trái kia thiệt, nó không có một miếng chua luôn. Ăn đã luôn. Cái này xong nó ngọt dữ vậy ta. Hình hào sư. Chứ có sư xin phiến chồng à. Cái loại mới đó cả nhà. Cái này là ta cài lẹ ăn tam. Đã ghét làm sao mà giờ nó ngọt. Mà nước quá chừng nước luôn. Khóm thì khác, thơm thì khác nha cả nhà. Thơm là cái ở trong ruột cái trái nó màu trắng. Khóm thì ở trong ruột cái trái nó màu vàng. Cái này khóm chứ không phải thơm. Thơm là cái nó bự, nó cũng bự luôn mà cái ruột nó trắng chứ không có vàng. Đã. Chấm muối Tây Ninh là quá đã luôn cả nha. Bây giờ hết giờ Việt Nam được rồi. Hết đem muối qua được luôn. Hồi lúc trước Hiền về Việt Nam á, nguyên cái vali của Hiền là toàn là muối Tây Ninh hết luôn. Rồi Hiền sẽ ngồi hủy dây nặng sớm bô tô xin cơ. Con trai của mình là sớm bô tô xin cơ. Dây nặng tờ la treo dẹm. Ăn cơm nặng đã. Sao chưa? Ăn cái loại này không á là mình không muốn ăn loại khác luôn á. Nước ơi là nước luôn. Ngọt ơi là ngọt. Muối Tây Ninh công nhận ăn ngon. Giờ nãy mình ra chơi giảng chung từ hồi xưa. Bởi vậy muối Tây Ninh nổi tiếng phải rồi cả nhà. Rất là ngon. Hiện biết cái chỗ mà bán muối Tây Ninh mà ngon á, tại vì á bà chị của mình á, bên chồng của chị có bán để mỗi lần về Việt Nam á là Hiền lại mua chị không mà chị mình không có đi chỗ khác mua, mà cái muối của chị bán ăn ngon thiệt cả nhà. Đã quá cả nhà ơi. Trời ơi, ăn coi.
thì cái clip Hiền chia sẻ cho cả nhà cái khóm Đài Loan cả nhà mà nó đổi á, cái trái này ăn ngon thì cũng kết thúc rồi ha. Họ xin rằng là cơ hội mình thải quan từ phong lị giải sư trẻ su là Hiền cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn đã theo dõi và xem hết cái clip của Hiền. Bạn nào chưa đăng ký thì nhớ đăng ký ủng hộ Hiền nha. Sư chinh, bye bye.